Chào các bạn. Hiện tại cả đám tụi mình đang ở trong một cái khu rừng thuộc núi Cậu Dầu Tiếng các bạn. Ở đây là cái rừng Dầu Tiếng và có luôn cả hồ Dầu Tiếng luôn. Và hôm nay tụi mình sẽ chơi một trò chơi, đó chính là tốn tiền các bạn, tốn tiền phiên bản trong rừng nha. Rừng này thì nó chỉ có mấy cái cây gai nè, rồi văn le, chứ lại mấy cây lóc nhóc gì mình không biết là cây gì nữa, quá trời quá đất luôn. Và đặc biệt là phía bên kia có một cái hồ. Nói chung là cái clip này là mình sẽ làm người đi bắt. Và ở đây là Nam Thằng Cu, là Toàn Tú, Ăn Tí và Thằng Hương sẽ đi trốn. Và cái lực chơi của trò chơi này là chỉ được phép trốn từ phía vách đá của cái khu rừng này dài tới chỗ cái bờ hồ các bạn, chứ không được phép mà trốn quá là xa. Mình sẽ đi tìm không có được các bạn, tại khu rừng này nó rất là rộng. Mình đi bằng xe máy mà sợ đi phải ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ mới có thể ra khỏi cái nguyên cái đoạn đường xung quanh cái núi Cậu này các bạn. Bởi vì nên là mình đi bộ nên chỉ được phép trốn khu vực mình đã định sẵn ở đây, đó chỉ là vách núi tới bờ hồ thôi. Và mình sẽ có 30 phút để đi tìm tụi nó nha bạn. Trong vòng 30 phút nếu như mà mình mà tìm hết được Nam Hằng là mình là người chiến thắng, mình sẽ lụm 10 củ của mình. Còn nếu như trong vòng 30 phút mà mình bắt sót, ví dụ như sót Thằng Ăn với làng Tú đi, thì hai thằng sẽ cưa đôi 10 củ. Còn nếu như sót một mình Thằng Ăn thì một mình Thằng Ăn sẽ lụm hết 10 củ luôn. Hiểu không? Còn nếu như mình mà sót một lần Nam Hằng như vậy thì Nam Hằng tụi đó chia nhau thôi, giải hưởng là chỉ có một. Nếu như mình mà trong vòng nửa tiếng mà không bắt được nào là thật sự là mình rất là gà luôn bạn. Tại vì cái khả năng mà tư duy đồ suy nghĩ, cái gọi là tâm lý tội phạm thì mình hiểu. Mấy này là có nè ông bài. Tôi không biết quân ai đâu bây giờ. Có mà, em thấy mà. Ấy da. Tôi muốn nghe mí mắt. Rồi, đây là một câu chuyện khá là buồn. Ở đây nè. Sưng cũng khoe nha. Không rảnh gì à. Sao kỳ ăn nạp phải không ạ? Đó, còn gì mới luôn. Em không nói là em đâu. Nói chung là mình đang gái là về tâm lý tội phạm thì tự nhiên có ông đâu ra nó là phạm tội đối với mình luôn các bạn. Ghê à. Ghê, đúng là rừng các bạn. Vì đang đứng còn bị ông chích nữa. Thấy được, nó lắc luôn cái cây coi. Đâu, em có động cái cây nè, không? Thôi nè, lắc luôn cái ông chích nè. Tính nó ngủ ông hay gì á. Rồi, chưa chơi, nó là bị quýnh mù một mắt rồi. Không sao, coi như là mình chấp tụi nó luôn, một mắt đi bắt tụi nó luôn nha. Dạ. Lâm đột nhãn to. Dạ, đâu quá. Ủa, lộn, đột nhãn lắm. Rồi, ok, nói chung là bây giờ là mình sẽ cho tụi nó khoảng 15 phút để trốn. Và sau khi hết 15 phút mình sẽ có 30 phút để đi tìm. Đủ 15 phút hả? Đúng rồi. Không có, bây giờ mấy em có 15 phút để trốn thôi, cứ hết 15 phút là anh bắt đầu đi tìm. Thấy không? Ok chưa? Rồi, và người nào bị bắt thì người đó sẽ phải nhắn vào cái vòng quay trừng phạt. Vòng quay đó sẽ có những cái hướng như là muối, đường, nước tươi, bùn ngọt gì đó, quay vô cái gì thì sẽ ăn một miếng cái đó. Hiểu không? Rồi, ok, bắt đầu tính giờ nha. Trước khi đi thì mình đã có dặn tụi đó là đem theo đồ nghề để làm cái clip mà tốn tiền ở trong rừng các bạn. Và đồ ghê là mấy con cu nó đem theo là mình không có biết là nó đem theo cái gì hết, và tụi nó để trong xe rồi. Nên bây giờ là sẽ cho mấy đứa là ra ngoài đó lấy dụng cụ, sau đó trốn luôn trong vòng 15 phút. Rồi, mình chuẩn bị bấm giờ nha. 3, 2, 1, bắt đầu. 15 phút để thực hiện thử thách này các bạn. Bây giờ mình sẽ ngồi lên cái này để chơi. Mình sẽ chờ ở đây 15 phút các bạn. Tự nhiên bị ông quýnh. Sưng lên luôn, cái sưng bảo. Có. Rồi. Rồi ok, bây giờ em sẽ đi phỏng vấn tụi nó. Đi quay coi thôi ha. Đúng rồi, đi phỏng vấn coi tụi nó trốn ở đâu rồi phải không? Rồi, sau một hồi mình đi vòng vòng á mấy bạn, thì mình thấy cái chỗ này là rất là hợp lý luôn nè. Với lại á, nó hợp với cái bộ đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn luôn mấy bạn. Bộ đồ cỏ. Bây giờ mình sẽ mặc vô và mình ẩn mình vào bụi cây. Lấy ra hết đi. Nhìn chỗ này thì có thể gọi là dễ bị phát hiện lắm mấy bạn. Nhưng mà bình thường mình có câu nói á, nơi nào nguy hiểm nhất đó, là nơi an toàn nhất. Là mình tự tin là mình có thể lọt được 10 triệu từ vị trí của ship mình. Ừ,
giống như bụi rong biển ghê luôn á. Lấy gì vậy? Giống như bị gạch gà. Mặt bộ này nóng ghê luôn á. Che luôn gì? Ở đây nó hơi nhiều rai mấy bạn ơi. Còn là rai không à? Cứ coi anh núp xuống này, em có thấy không nha? Bảo. Trời ơi, ấy cái ra luôn. Thấy không? Không phải không? Rồi ok. Để núp ở đây luôn á. Sau một hồi quyết định, không sau một hồi mình suy nghĩ thì mình quyết định sẽ trốn ở dưới cát. Đây là đồ mình chuẩn bị, có cái sản với cái hùng. Bây giờ mình sẽ đào cát xong rồi đắp lên hùng rồi mình sẽ chui vô nha mấy bạn. Anh lại phụ em cái anh. Làm gì đây nữa? Không trốn dưới cát. Không hài nữa hả? Hài dưới cát hả? Sao ông đào trước thì để xuống? Không, cái này nó... Thôi gì em nằm chui vô đi, tôi đập cái mà luôn, không mất công. Không công đào chi cũng mệt. Anh nhớ vô giác giùm em. Ok, xíu này bà sẽ hỏi gì em đây. Lo cái chân rồi sao cũng được á, che cái mặt đó thôi. Nghe đi, anh đi trốn rồi em. Thì nói chung là mình giúp cô Tú vậy thôi nha, còn nó chết hay sống thì kệ đó nha các bạn. Giờ là tới lượt mình sẽ làm hủy tinh nha. Mình sẽ đem ống lặn này xuống dưới và mình trốn dưới nước luôn. Trước tiên mình sẽ giấu đồ nghề của mình trước á. Rồi tình hình là đã đủ 15 phút rồi nha các bạn. Hết giờ. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục hẹn giờ 30 phút và đi tìm tụi nó nha. Đây bắt đầu 30 phút nha các bạn. Hỏi xem là trong vòng 30 phút là mình sẽ bắt được bao nhiêu thằng nha. Ở đây thì cây đồ rất là nhiều. Mình nghĩ là sẽ có một thằng nào đó trốn trên cây các bạn. Ở đây có một con ve. Nó kêu như cái gì vậy? Mình sẽ bắt nó mấy bạn. Chạy rồi. Mém chưa bắt được.
trong rừng có nhiều mấy cây gai như vậy đó bạn ơi. Không biết tại sao cái cây lại có nhiều gai như vậy luôn. Rồi hiện tại là mình đã đi vào cái khu rừng le các bạn. Không còn mấy cây gai nữa mà chỉ xe rất là nhiều mấy cây le như vậy nè. Rất là nhiều le luôn. Mà mùa này thì le nó chưa có một băng le nha. Ây da. Cứ dừng lại cho mấy cung quá. Mình thấy được một hàng rồi nè. Mình thấy được một hàng rồi. Hello Toàn. Sao gọi đây em? Sao gọi đây ạ? Không kiếm được chỗ trốn à? Không à. Trốn ngay bụi le vậy hả? Đúng rồi. Cho nhiều cây cho dễ trốn. Tự nhiên chui bụi le ngồi vậy. Đúng rồi. Rồi em là người đầu tiên bị phát hiện á. Em người đầu tiên luôn hả? Ừ. Đây là một con chim bồ. Rồi ok, nói chung là mình đã bắt được cu tò rồi. Cu tò là người bị bắt đầu tiên. Ok đi em anh. Rồi ok, nói chung là mình đã bắt được cu tò. Em là người bị đầu tiên. Nhưng mà ngồi vô cái nhà tù gò mỏi thôi. Chút nữa mình bắt hết một bầy luôn rồi mình sẽ xử trảm một lần hết luôn nha các bạn. Nói chung là mình đã bắt được cu toàn. Nó sẽ ngồi ở đây. Ok, mình lại tiếp tục đi tìm nha. Nói chung là tìm muốn chết luôn các bạn ơi. Cái rừng đi rất là mỏi giò luôn. Còn mấy quỷ ve nó cứ kêu riết nhức đầu luôn. Lần này mình đi hướng bên đây thử coi. Đây mình đi ra tới gần tới bờ hồ luôn các bạn. Các bạn thấy bờ hồ rồi đó. Từ xa là mình đã nhìn thấy được thằng Tí với lại thằng Bảo nó đang làm gì đó các bạn. Có 15 phút để trốn mà nãy giờ nó vẫn chưa trốn xong luôn. Mình quay vào Google không biết các bạn có nhìn thấy được thằng Tí với lại thằng Bảo nó đang câu dây hay nó làm gì đó kìa. Đây là mình vô cao lên nha. À, nói chung là thằng Bảo nó đang theo phòng gián một tí mà tí nãy giờ 15 phút mà nó vẫn chưa hoàn thành được cái trốn của nó. À nó định trốn dưới hồ các bạn. Mình sẽ giả vờ không biết chút lỡ bắt nó nha. Nói chung là hết 15 phút rồi nhưng mà nó vẫn chưa trốn xong nên mình bắt nó là điều hợp lý nha bạn. À, trong khi đi đường vòng để tìm đường xuống hồ thì mình phát hiện được một con chim rất là bự trên cây luôn các bạn. Một con chim chà bả lửa luôn. Đây các bạn nhìn thấy con chim chà bá lửa luôn không? Tụi này tụi hay chứ hương nó kỹ lắm mà. Anh đi đại thôi là đem trên đường đi vòng ra bờ hồ. Đây là cái đường mòn nè. Đang đi trên đường đi đường mòn thì phát hiện một con chim ở trên cây. Nói chung là mình đã bắt được hương rồi. Sao lên nó được hay em xuống em? Dạ không biết sao xuống nữa. Dạ lên đi bắt rồi, xuống đi, bắt được Hương các bạn, thằng Hương là người thứ hai. Để coi nãy giờ là bao nhiêu phút rồi nha. Rồi nãy giờ là đã được 12 phút. Bắt được hai thằng. Ồ, giấu dép luôn hả? Lấy lá về dép rồi luôn, bị phát hiện. Anh đâu thấy dép đâu, anh thấy Hương còn trên cây mà. Ồ, tính kỹ luôn, bắt tiếc là cái cây này nó bị mùa khô các bạn, không có bao nhiêu lá hết. Tại cây ở đây nó tàn gai không à. Không leo được hả? Mấy cây cao thì thằng gai không leo đâm thấy bà luôn. À. Chưa cây đâu thấy có ổ ong hay gì nữa kìa. Hồi xong, ở đây tàn lắm. Gai không à. Ok, nói chung là bắt được cô Hương. Cô Hương là người bắt thứ hai nha. Bây giờ mình sẽ đi ra hồ bắt một tí. Đang lọc. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xuống hồ nha các bạn. Ở đây có một cái đường mòn như vậy nè. Để đi xuống hồ.
Không biết là thằng An với thằng Tú nó trốn ở đâu, nhưng mà trước mắt là mình sẽ lụm đầu một tí nha. Do 15 phút mà nó không trốn được. Đây đường đi xuống suối. Ở đây có mấy người ta đang câu cá, bạn thấy có cái xe không? Hình như là nó trốn phút bên đây nè. Bảo ơi, hello, hello, bắt được tí nha, bắt được tí rồi, trốn về nè. Nó mới vừa lặn xuống các bạn, nó mới vừa lặn xuống. Ở đây là mình thấy coi sợi dây hở của quý tí các bạn, nó mới vừa lặn xuống. Nó làm cái gì vậy? Mình sẽ thử bịch cái này lại các bạn. sao trốn được ngầu chứ hả? Nghe hộp quá. Ồ, ở chơi quy sợi dây như vậy nè, thấy dây gì nước không hả? Bật lại hay gì anh? Đúng rồi. Rồi lên. Hay chưa? Có ai chết chưa? Em chết trước kìa. Em chết đầu tiên á, đi lên. Đồ ơi, chết thứ ba lên. Thôi để bơi đẳng luôn đi. Dọn ống đi luôn nha, đừng xả rác nha. Nói chung là tí là bị lụm đầu rồi các bạn. Rồi ok, bây giờ là thằng cameraman nó sẽ đi theo mình các bạn. Mình vừa mới lụm đầu được đó. Đây, theo anh. Ở đây có một cái bức tường hay ngôi nhà vậy nè. Mình có cạo xuống trong đây không? Bao quát luôn em. Nói chung là đứng ở trên đây là nhìn rất là nhiều cảnh luôn các bạn, toàn cảnh luôn nha. Phía khu gần bên kia là mình nãy mình đã đi nát luôn rồi. Không biết là còn thằng nào hay không, nhưng mà bây giờ là mình sẽ đánh vào mấy cái bãi cỏ ngay chỗ này nha. Tại có thể là sẽ có thằng nào đó nó nằm dùng ở trong đây các bạn. Đây có rất là nhiều mấy cái lùm cỏ như vậy nè. Như là mấy cái ụ như vậy đó các bạn. Nói chung là bây giờ là mình sẽ đi đánh vào mấy cái bãi cỏ ở cái bờ sông này, bờ hồ này. Đánh hết cái bãi cỏ này luôn. Nếu như thực sự không có thì mình sẽ tiếp tục lên cái lùm le trên trển. Mình sẽ đi kiếm một cái cây để mình đi bắt cỏ các bạn. Chỉ đây à. Thằng An các bạn ơi, đây mình đã bắt được của anh rồi. Wow, đầu tư với em đúng quá. Hôm em nghe anh bắt, nghe nói lưỡi bu cỏ tìm đập mình phịch đúng không anh? Wow, anh vừa mới qua bụi cỏ lại em nằm sơ dơ như vậy luôn rồi, đâu cần đi tìm nhiều đâu, chưa tới lần đó nữa. Chỉ có nào đó không? Nói chung là mình đã lộn đầu được của anh rồi nha. Rồi ok, lột bộ đầu cỏ này ra, nhìn đổ mồ hôi dữ à. Vả hôi hộp luôn kìa. Mình vừa mới dọc lại định đi lên rừng thì mình phát hiện một hiện tượng lạ các bạn. Cùng lại đây. Đây em phóng gần là thấy cái đó không? Có cái chân không? Phóng gần lên. Đó. Thấy không? Thấy cái chân đó nó cục kệ luôn á. Có cái đắng trắng đó lại nó mới thấy cục kệ luôn á. Ok, đây đây. Đây phóng. Đây. Mày thấy cái chân nó hở thì vòn. Bảo quay toàn cảnh anh giết đó nè.
Tốn ló cái giò ra, nào nào chôn hay dữ hả? Về đây, cái về đây. Hello, ngồi dậy em. Ngồi dậy em. Đâu ghê quá hả? Ngồi dậy được không? Còn tú các bạn. Tại nóng như vậy mà nó chui dưới cát hả? Tại nó đổ. Nó đổ một hơi đầm đìa luôn kìa. Cái đầu tóc cát không luôn. Tại ơi, coi gần đây quay mặt về hướng này cho các bạn coi cái mặt coi. Tú, 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 tú. Tại ơi, bù hôi dưới cát kìa. Thôi em nhảy xuống hồ tắm luôn em. Chạy xuống hồ tắm luôn em. Rồi à, tốt dưới cát luôn. Nó đào cái lỗ cái nó chui xuống nó trốn như vậy đó bạn. Hài à. Vậy mà nãy mà đi nghe mà không thấy luôn á. Rồi ok, nói chung là đã đến cái hay nhất của trò chơi này, đó chính là trừng phạt bạn. Tại vì mình đã tốn 45 phút để ngồi chờ và đi bắt mấy cu. Nên bây giờ mình phải hưởng thành quả là trừng phạt tụi nó nha. Đầu tiên là tội bắt thước đúng không? Đúng rồi. Rồi nè, cho các bạn coi nè, đây là cái vòng quay điện thoại nha. Rồi, tội bấm trước nè. Bấm. Wow, tội rất là may mắn được wasabi. Thật là may mắn. Thôi cầm dùm cái coi. Wasabi này là còn gel luôn, chua hôi luôn. Nụ cười của Toàn đã giảm mất đi. Đã giảm mất đi. Không nên xả rác trong rừng nha bạn. Để rác về. Ủa, màu vàng hả? Cái loại này sao, loại này cay không? Nhẹ, cay. Rồi, ok, ok, ok chưa? Nè, bạn giờ thấy một cục rất là đã không? Cục này không có nồng, nó chỉ có cay thôi. Bú này không nồng. Ừ, không nồng. Đừng có đút luôn, phải cho nó tan ra. Tan ra. Nhìn khuôn mặt, nhìn đòi nó mất cười lắm. Nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè. Khuôn mặt luôn mỉm cười. Cho tan ra, cho tan ra, cho tan ra. Không miếng cười nổi rồi. Chạy luôn rồi. Ủa, khó ăn lắm hả? Thử miếng. Không có tay nghiệm hả? Ok, ok. Đây. Ok, ok. Xin chắc cào. Gì vậy? Ít quá à? Cho tay ra, đừng có nuốt chậm, nuốt liền, nó nóng vô tử lắm á. Nhớ mang cái đầu Hà Lan nè, qua Sa Bi vậy. Mà cay không? Ok, ok, đó giờ tới hình mạng có anh thương không kìa. Nói chung là không nó chưa được cái trải nghiệm mà trận chiến ăn qua sao bì của tụi mình nên nó chưa có trải nghiệm được cái này đâu. Này là mình đã quen rồi. Đúng rồi. Khó ăn đúng không? Không sao, vẫn còn một cơ hội nữa. Thật ghê quá, lên lên nó nóc nhà luôn rồi. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Nói chung là Hương vẫn còn một cơ hội để trải nghiệm nữa các bạn. Rồi đó, cao qua sao bì mà tương ớt con miếng á. Ừ, đã có tương ớt. Ừ, hên quá, vô hát chết chắc. Rồi thiệt. Đây, chúng ta sẽ có tương ớt. Wow. Bú. Trời ơi, rồi lý bút đâu. So với qua sao bì thì nó chắc 1/10 vậy. Đâu cửa nó chạy qua sao bì đúng không? Nói giờ tưởng qua sao bì là nó bình thường, hai người ghê đó vậy. Đúng rồi, nói chung là bạn nào chưa trải nghiệm qua sao bì thì nhớ đi siêu thị mua cục này về trải nghiệm nha. Do nhóm mình ăn kiến nó quen á, để mấy bạn thấy là cảm giác là nó không có như lúc đầu. Chứ hồi xưa ăn là rất là kinh dị luôn. Rửa. Tiếp theo là ai? Hả? Tí. Tí. Tao có vòng quay này có một cái là qua lượt nha, nếu em bấm vô qua lượt thì được qua lượt. Cái đó đương nhiên là của em rồi. Rồi ok nè, bấm cái anh đưa cho Bảo coi nè. Bấm nhiều nó cũng vậy à, mình đã thử rồi các bạn ơi. Trứng gà. Trời ơi, còn một chút xíu nữa. Nước tương. Cái trò chơi này có bấm coi vô làn thì nó vẫn không có hát được đâu các bạn, nên nó đã được nước tương. Ok nè Bảo, nè, vô nè. Không vô áo, không vô áo. Được. Tôm ngon tới giật cuối cùng. Trời ơi, tôm ngon tới giật cuối cùng. Tạm phải tử luôn nha, tạm phải tử luôn. Ok, tiếp theo là ai của anh ta? Rồi ok, tí dẹt qua nè, cho bạn ăn thể hiện nè. Chúng ta sẽ còn là ba cái nữa bấm. Bạn mai luôn đến với em. Có ăn là ăn ăn nhỏ không? Bạn mai sẽ đến với mình. Qua chúng ta vẫn còn nước mắm đó nha. Yeah. Quá lượt. À, em muốn thử hình phạt lắm nhưng mà vậy giờ mà, đây em lấy nào lấy không
vòng quay nó kêu qua lượt nên em cho qua. Thôi được rồi, gãy quá đi qua luôn. Tiếp theo là Tú nha. Tú là chỉ còn có hai cái đó chính là nước mắm và trứng. Mời. Rồi tôi ăn. Ăn trứng gà. Hay quá, theo ý như tính. Em muốn nó luôn mà. Rồi trứng luôn em ơi. Cho một quả trứng và một cô gái đẹp. Ốp la nè. Chào lên nè. Có vô được không biết à. À nói chung là hôm nay là mình làm hay tiếp theo phần 2 của cái trận chiến tốt tem. Phần 1 là mình đã từng tốn trong siêu thị rồi. Bạn nào chưa xem thì nhắn vào link trong phần mô tả và xem phần 1 nha. Còn phần 2 này là tụi mình tốn trong gần. Tốn trong gần thì thật sự là nó mệt hơn tốn siêu thị nhiều. Nó mình đi 45 phút trong gần thật sự là ướt áo luôn bạn, vã có mồ hôi luôn. Còn mấy con cu thì nó tốn những cái nơi rất là khó tìm luôn. Tới những phút cuối cùng mình mới có thể tìm ra. Do nó đợi họ hở, để lộ sơ hở. Nó ló cái giò lên mà nó còn nhúc nhích nữa. Ngứa hả? Ngứa gạo cũng được hay gì? Buồn, ngập hở. Ngập hở, khó hở lắm hả? Còn nổi tí thì là mình phát hiện nó là nó đang lặn hụp. Ủa vậy em thấy em tự hào luôn hả? Đúng rồi, thấy em đang lặn hụp luôn là anh xuống bắt em luôn rồi. Rồi kết thúc cái trò chơi này là mình bắt hết được 5 hàng luôn. Nên mình thắng 10 triệu. Nó chứ về. Thôi chúc về anh dắt đi ăn bún riêu. À vậy mình kết thúc video đây. Bạn nào thích video này hãy nhấn like, chia sẻ video lên Facebook cho các bạn khác cùng xem. Còn bạn nào chưa nhớ đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra video mới nha. Tạm biệt các bạn. Nếu như gì bạn ủng hộ sẽ có phần 3 luôn nha. Cái gì? Phần 3 mình thử tốt núi. Rồi.